tiếp theo ta luôn đúng cái sợi cáp của mình đổ ti và lắc vào tủ và mu của AB. Còn cái đầu con nguội thì ta sẽ luồn vào trong cái tủ đo lường này. Giữ cái cáp lại thì cố định rồi chắc chắn.
đây đây em ơi, đây đây là này. Ta lắp mấy cái quản sứ cách điện thì là ta sẽ lắp mấy cái lắp trục đi ta lại, là về cơ bản là hoàn thiện cái bước nó là của mình. Còn thiếu cái phần tiếp địa, mình tí là lát mình sẽ bắt tiếp địa vào hệ thống. Ở đây các bạn nhìn thấy hai cái sợi tiếp địa, một cái tiếp địa màu vàng xanh kia đấy là cái tiếp địa của cái bản thân của cái đầu cáp. Còn cái thiết bị trắng đồng bệnh dưới kia là cái thiết bị cho cái phần cáp của mình. Thì tất cả thiết bị mình sẽ lắp ra cái hệ thống thiết bị của tủ. Từ cái hệ thống thiết bị đế tủ kia thì bên xe lắp họ sẽ phải kéo một cái đường thiết bị ra cái bãi thiết bị cọc thiết bị của họ. Sang ngăn đo lường. Ta sẽ bắt ba cái đầu cáp con nguội này trong nhà này.
Mấy cái thiết bị ở ghê sao? Thiết bị thì họ phải cùng đấy. Tô lông từ ngoài vào đây. Không giờ cái này ba cái này em cứ bắt vào trong cái cạnh nhà cái thanh thiết bị của nó đi. Ba cái này tí là mình trụm vào mình vứt đấy để lúc nào họ câu lên họ đối vào cho mình.